Thưa ông, tình trạng sạt lở ở xã Đức Liên, huyện Vũ Quang gây chia cắt đoàn tàu Bắc Nam trong ngày hôm nay cụ thể như thế nào ạ? Cái phát hiện cái sụt lở đó thì trong phạm vi chiều dài nó sạt lở cả cái vị trí đấy, nó trong vòng phạm vi là gần 1 km, nó có cái 2 cái điểm sạt lở nặng nhất, nó có cái chiều sâu 10 mét đấy, nó làm cho sỏi tối cả cái nền đường nên nó sạt đấy, làm cho vãi vẹt téo hết. Được biết là trong sáng nay, vụ sạt lở đường ray khiến cho tàu SE1 và SE20 phải dừng chờ. Trong đó thì tàu SE1 chở 138 hành khách xuất phát từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, còn tàu SE20 thì chở theo 198 hành khách xuất phát từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Vậy thì phương án nào đã được ngành đường sắt triển khai để hỗ trợ cho các hành khách đi tàu ạ? Hành khách thì hiện nay ngành đường sắt đang làm chuyển tải hành khách, chuyển lên ô tô để chở cái giá cả cái tàu khu gian đó được phóng tỏa. Vâng, tình trạng sạt lở ở khu vực này thì có thường xuyên xảy ra không ạ? Cái này thì cùng vài năm nó xảy ra lần. Năm đợt này là thì đặc biệt là cái mưa nó kéo dài đấy, nó cái lượng mưa lớn, nó sỏi lở đất đá trên núi tối xuống. Đến thời điểm này công tác khắc phục đến đâu rồi và dự kiến là khi nào thì tuyến đường này sẽ khắc phục xong ạ? Dự kiến thì giờ cùng chưa biết được, vì hiện tại thì giờ trong này đứng mưa đứng to, nó càng ngày hiện tượng sụt lở càng nhiều vị trí nữa. Cái hiện tượng là cũng phải là từng ngày nó cũng phát triển thêm. Hiện tại là ngành đường sắt đang tập trung toàn bộ nhân lực 150 cán bộ nhân viên công nhân đấy, các cái vật tư vật liệu đã học rồi, dò thép rồi từng nơi đi cổ xử lý giá cổ để tải đường nhanh nhất. Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ.